Hello mọi người, mình vừa bị người yêu mắng. Vì sao? Người yêu mình bảo là mình chiều mèo quá nên nó hư. Buồn hả? Người yêu mình mắng cả mèo nữa. Thế bị mắng buồn à? Phải chia tay thôi. Chia tay thôi mọi người ạ. Mắng thì buồn. Hai cái đồng chí mình là Thỏ đây. Đây là Alex. Hello. Hôm nay chúng mình sẽ dắt mọi người đi trải nghiệm nét văn hóa ẩm thực food truck ở Mỹ. Nghe có vẻ đau to bố Phút lớn chắc nhỉ. là gì? Food truck là người ta bán đồ ăn trên xe ô tô ấy mọi người. Ở bên Mỹ này thì nó rất là ít đồ ăn đường phố. Nói chung là ở những bang khác, những thành phố lớn khác thì chắc có. Nhưng mà riêng cái tiểu bang của mình á, là không có luôn nhé mọi người. Không có street food luôn đó mọi người. Thành ra là mà cái food truck ấy cũng không phải là dễ tìm đâu. Mà nó sẽ có những cái khu vực nhất định. Và họ kiểu như là tổ chức cho các cái food truck đấy tới để bán đồ ăn thôi, chứ không phải là mọi người cứ đi trên đường mọi người thấy food truck thì mọi người mua. Không có mọi người, không có, không chỗ phải mình là kẹo không có đâu. không phải kẹo kéo đẩy đi ra bán được Không, à? không có đâu, ở bên mình là không có đó nhé mọi người. Không biết là ở bên ví dụ như mấy thành phố lớn New York đồ chắc là có ở trên đường lắm, nhưng mà chỗ mình là không nha, tuyệt đối không. Mình ở nhà Và quê. mình ở quê. Ok. Và hôm nay thì chúng mình sẽ tới cái khu vực mà nó thường là có tổ chức những cái food truck. Chỗ này thì gần nhà mình lắm nhưng mà 2 năm rồi mình vẫn chưa đi lần nào. Người ta bảo bụt chùa nhà không thiêng ấy mọi người. Nên hôm nay mình sẽ đi thử lần đầu tiên. Lần đầu tiên mình ăn food truck ở Mỹ và mình cũng sẽ dắt các bạn theo luôn. Nó ở đó quanh năm à? Tổ chức quanh năm à? Thường thì nó chỉ tổ chức vào mùa hè thôi. Vì Tại sao mùa vì đông không mùa tổ đông ở chức? đây quá lạnh mọi người ơi, làm sao mà đứng được ở ngoài, làm sao mà bán hàng ở ngoài trời được vì quá lạnh. Mọi người không thể nào mà đứng ở ngoài đường quá 15 phút được vì mùa đông bên này nó khủng khiếp lắm, nó buốt da buốt thịt, nó đau thấu xương, lạnh lắm, không thể nào mà đứng ở ngoài đường được. Thế nên là ở đây nó chỉ tổ chức vào mùa hè thôi mọi người. Bây giờ là sắp sang thu rồi, cuối mùa hè rồi, thế nên là bọn mình phải tranh thủ cơ hội đi ăn, nếu không thì đến mùa đông là too late, quá muộn. Năm ngoài thì cứ bảo là sẽ rủ mọi người đi, rồi rủ bạn bè đi, xong cuối cùng kiểu như là cái trò rủ bạn bè mà cứ đứa này không đi là y rằng hủy kèo ấy mọi người. Nên lần này bọn mình quyết định là chỉ đi 2 đứa bọn mình thôi, đúng mạch. Đúng rồi. Hai bọn mình là một một đội, một team, teamwork Ăn một team, em một team. hả? Sao anh một team, một team? Bọn mình là một team Thì chơi trò gì cũng phải có hai team chứ. chứ không, một team Một team rồi thôi, đấu với ai? không có đấu với ai hết á, luân thuyền thôi. Giờ mình sẽ dắt mọi người vào đằng kia để xem nó có cái gì nhá. Đây là một xe kem. We are cash only tonight, guys. Just to let you know. Oh, really? The credit card machine's not working. Okay. Em có mười mấy đồng tiền, à hai mấy đồng tiền mặt. So can I have a sandwich of steak and cheese? I have cash here. Sure. Just a chance. What's your name? Thank you. What's your name? You can name Alex. Sao lại tên quá? Vì em không có tên tiếng Anh, okay? Mỗi lần em giải thích tên tiếng Việt cho người ta nó mất thời gian lắm, nên lấy tên của anh luôn cho nhanh. Nghe tên mình như cái xe tải ở bên này. Bây giờ bọn mình phải chờ à? Thế thôi á, chỉ có 3 cái xe ở đây thôi á, mình tưởng là sẽ nhiều hơn cơ. Có muốn ra mua thử đồ Trung Quốc luôn không? Mua một thể luôn xong rồi ăn một thể. Mình thấy ở trên mạng nó ghi có nhiều xe hơn hôm nay cơ, mà không hiểu sao đến đây bây giờ mới thấy có 2 xe đồ ăn mặn với cả 1 xe dessert kiểu ice cream á. Cái xe này thì giống như kiểu là đồ Trung Quốc hơn nhỉ? Can I have one chicken waffle? Chicken waffle? Yeah, that's it. Alright, can I have a name? Alex. Alex. Bọn mình đang đứng đây chờ.
vì không biết xe nào gọi trước nên phải đứng ở giữa. Cả hai xe đều chưa xong. Em đói. Có mèo hả? Ừ, cả ngày hôm nay em chưa ăn gì. Tại vì đêm hôm qua mình ăn quá nhiều ấy mọi người, nên sáng nay mình chỉ dám uống một ít protein chứ mình không dám ăn. Vì mình quá béo rồi. Nhiều ruồi. Nhiều ruồi. Ngon. Mấy điểm? 8.5. Ngon nha. Mình không, thật sự mình không có kỳ vọng quá nhiều vào đồ Mỹ. Mình ăn đồ Mỹ không có hợp á. Nhưng mình phải nói thật là cái bánh xèo này nó rất là ngon. Bên trong nó có thịt bò và cheese. Đây là Thái style chicken đúng không? Ừ. Waffle. Này bằng ớt à? Đây cho mình còn gì đây? Ôi nhìn nó juicy quá. Ừ. Nhìn nó mọng nước á. Cái này như kiểu cái miếng má mùi á. Thái. Đúng không? Nó chua chua, mặn mặn. Chị kì. Ăn ok. Nhưng mà vị hơi lạ hả? Ừ, vị hơi lạ so với mình. Mình nghĩ là mình sẽ cho món này khoảng 6.5 thôi. Vì mình vừa ăn cái steak and cheese ngon quá rồi. Nè, cho em ăn cái quá. Cái sốt này nó hơi chua anh. Chua lắm à? Ừ, có hơi bị chua quá. Còn mấy này nhớ chua và ừ. Anh biết cái kiểu ăn của người Mỹ mà chua thì nó hay bị chua, chua khó chịu ấy. Chua mà nó không có cái vị ngọt để balance lại, hiểu không? Bình thường người Việt mình ăn á là chua nó sẽ đi kèm với một tí ngọt để cho cái vị đó là kiểu hơi chua chua ngọt ngọt. Ở Mỹ nó kiểu chua mặn ấy. Nhìn đẹp hơn cái này, chụp hình thôi. Ừ. Này thì nhìn đẹp hơn cái kia nhưng mà lại không bằng đúng không? Ừ, cái vị của nó chưa chắc đã ngon bằng cái này. Ở đằng sau có bàn để ngồi nhưng mà hơi nắng nên bọn mình may mà hôm nay mình mang cái thảm picnic này đi. Vịt gà nó rất là kiểu mọng nước luôn á. Mà lại có vỏ hơi giòn giòn cũng được, nhưng mà mình thích cái nên món nó chưa chuẩn thôi. Ừ. Không phải là không chuẩn nhưng mà không hợp. Cái kiểu của người ta không có hợp với mình á. Mình thích ăn đồ Thái lắm nên là lúc mà mình nhìn thấy kiểu người ta bảo đây là Thái style chicken ấy, mình nghĩ là nó sẽ kiểu hơi vị tôm yum một tí, nhưng mà cái này nó không ra được tôm yum. Cho bọn mình giống như đi picnic. Buồn một tí tại vì chỗ đấy ít đồ ăn hơn mình tưởng. Mình nghĩ là nó sẽ có nhiều hơn cơ. Nhưng mà như ở trên web người ta để ấy, thì có lẽ là hôm nay phải có nhiều đồ ăn hơn. Mình nghĩ là chắc là một cái xe nó về rồi hay nó có vấn đề gì đấy. Thôi bây giờ chúng mình sẽ đi ăn kem một chỗ khác vậy. Hả anh ha? À. Ở St. Louis này cũng có nhiều quán kem ngon lắm. Lần trước mình ăn mãi một quán rồi, hôm nay mình sẽ ăn thử một quán mới. Ở St. Louis đến năm thứ 2 rồi mà đây là lần đầu tiên mình đi trên con phố này đấy mọi người. Phố này như kiểu khu nhà giàu ấy mọi người. Nhà đấy nó đẹp, thật là đẹp luôn đấy. Mà nó có nhiều hàng quán nữa, đúng không anh? Đút điện thoại vào túi anh đi. Thế cái phố này giống Chicago dã man luôn đấy. Nó không có chỗ đậu xe y chang Chicago luôn. I thought I let you know. Đứng ở cửa đã thấy mùi thơm dã man luôn rồi ấy. The water so I wait up here, I just let it know. I wait along the corridor, some would say they've seen me here before. Yummy.
nào đó sọ cũng như lần đầu á. Quá thiệt mà. Mọi người đã bao giờ cảm nhận được hạnh phúc tan chảy trong miệng chưa? Giờ thì mọi người biết rồi đấy. Mọi người biết là mình thích ăn kem rồi đúng không? Nhưng mà mình khẳng định mọi người đây là kem ngon nhất mà mình từng được ăn. No, I never felt this way. People change, but it feels like lần đầu tiên mình được Vi cho đi xem phim ở Mỹ. Mình sẽ quay vlog lại để kỷ niệm ngày này. Đừng vô chổng rồi ngủ nha. Nghi lắm. Bây giờ là nửa đêm rồi. Nghi lắm. Ai cầm đấy? Mình ăn no xong rồi mình sẽ buồn ngủ, mọi người hiểu không? Đây là rạp chiếu phim ở bên Illinois. Không hiểu sao bọn mình lái xe em tận Illinois để coi phim luôn á. Sang một tiểu bang khác luôn á. Không biết sợ. Bọn mình phải mang một đống áo khoác đi. Mọi người biết sao vì tất cả những chỗ của người Mỹ nó đều rất là lạnh ấy. Kiểu lạnh phát điên ấy. Every time you look at me, I'm heating up at least a third degree. Lần đầu tiên được đi xem phim ở Mỹ mà chúng ta chửi mình quê hoài từ nãy giờ luôn á. Quân kệ người ta. Họa kỳ dạ trong rạp chiếu phim kìa. Ôi đúng là rạp chiếu phim của người Mỹ. Cái gì cũng phải có pizza mới chịu được á. Còn mấy cái press bài kìa đó. Béo lắm, mà ngấy nữa. Có nhiều chỗ nó có cái bàn mình kéo ra nữa. Mình ngồi vừa ăn vừa coi phim á. Trời. AMC quá to liền. Ngồi đến đây để ăn chứ không phải để coi phim đúng không? Nhìn cái hũ popcorn nó to hơn cái đầu mình này mọi người. Mà nó còn free refill nhá mọi người. Mọi người thích ăn bao nhiêu mọi người có thể lấy thêm nhá. Trời rất là nóng luôn. Nóng đến độ vào đây bọn mình phải mở cửa xe cho nó hà bớt cái hơi nóng ra. Không mà nó kiểu chết ngộp ở trong đấy mọi người. Nóng lắm. Bọn mình sẽ đi ăn ở một cái kiểu food hall mới mở ở St. Louis ý. Nó là một cái tổ hợp nhiều chỗ ăn uống cà phê ở đấy. Nhưng mà mình không biết là đồ ở trong đấy có ngon không. Bọn mình đi hôm nay bọn mình sẽ kỷ niệm 4 năm ở đây. Đúng đông luôn, chỗ nào cũng phải xếp hàng lâu. Thế là bọn mình đã chia nhau ra, mỗi đứa đứng ở một quầy để mua đồ ăn vào, xong rồi tí bọn mình sẽ share với nhau. Bọn mình đang đứng ở quầy đồ ăn kiểu Caribbean ấy. Mình đã đói rồi chớ. Hai đồ nó bắt mình chờ nó xem đá bóng đến 1 giờ chiều, xong Vi bắt mình đến đây xếp hàng, xong kiếm hợp bích luôn. Đây là món Caribbean. Ok. Vào ngon đấy. Nào ăn thử. Ngon nè. Ồ, ngon.
Đây đúng là American food đây mọi người. Cái bánh mì của Việt Nam mình mà nó kiểu như là tinh tế bao nhiêu á, thì cái bánh mì của người Mỹ người ta nhồi nhiều thịt bấy nhiêu, lúc nào nó phải thịt như thế. Người Mỹ người ta thích ăn nhiều thịt lắm. Kiểu nhìn cái bánh mà mình không biết phải bắt đầu từ đâu luôn. Không biết. Thử đi em, thử chỗ tài xem rụng có rụng rớt không hay là gì em. Anh thử cái sốt này. Tân vị của nó thì ngon, nhưng mà thật sự là đây là một cái thứ hổ lốn thịt. Tụ nồi quá nhiều thịt vào á. Bọn mình sẽ làm camping cắm trại ở trong nhà cho mọi người. Yeah! Cho các bạn ở nhà chống dịch có việc để làm nhé. Yên tâm, ở nhà bọn mình vẫn bày được trò chơi. Mình sẽ chỉ cho các bạn cách cắm trại trong nhà. Nhưng mà trước hết thì chúng mình đi mua đồ ăn đã. Tối nay chúng mình sẽ ăn cá rán. Yeah! Mặc dù bây giờ vẫn hơi no nhưng mà chắc chắn là tối sẽ đói. Nên cứ mua về phòng hờ. Với cả ấy, từ hồi mà mình có cái lò air fry ấy mọi người, mình không có sợ mua đồ rán về để lâu nữa. Bạn cho vào air fry nó như kiểu là mới ra lò ấy. Ngon dã man luôn. Nhớ anh nhỉ? Việt Nam bán máy nó nhiều mà. Ừ, ở Việt Nam bây giờ đầy, ai chả có air fry. Ta-da. Đây là hai món đồ mình đã đặt để cắm trại trong nhà mọi người ạ. Mình đành lấy kéo cắt lông mũi của Alex ra để hành sự. Wow. Đây là một em lều màu hồng rất là xinh mọi người ạ. Trong này nó sẽ có rất là nhiều dụng cụ để đấy, dựng thành một cái lều mọi người nhé. Dẫn nó sẽ được gắn luôn ở trong bọc. Mọi người biết là đi cắm trại ấy, ngoài dựng lều ra thì phải làm gì nữa không? Đúng mọi người biết đấy. Chính là đốt lửa trại nướng marshmallow. Wow, cái này nó to hơn mình nghĩ đấy. Mình tưởng nó chỉ là một cái bé bé xinh xinh thôi ấy. Không nghĩ là nó to cái trại như này. Cái bếp này thì nó là bếp điện nha mọi người. Mọi người cắm điện lên nó sẽ nóng để cho mọi người nướng marshmallow ở bên trong. Hi Louis. Con đang vui vầy gì trong đấy đấy? Louis đang rất vui với chiếc thùng mới. Cứ mỗi lần mà mình unboxing cái gì là Louis nó sẽ rất là sung sướng. Yeah, hang on, hang on. Chồng mang vô, cuộn lại. Em là em rẻ. Anh bảo em nằm xuống. Ok. Một cái góc phải không? Hai. Rồi, cái nữa. Gặp tiếp đã. Đi xuống cả đám. Lui. 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 Keeping it in.
giống balasi bùa đấy. Như vậy. Và để trong khoảng 4 phút. Đi yêu mình mua cho mình chai tương ớt chinsu khổng lồ 500 gram. Trại á mà không có lửa trại để nướng marshmallow là cả một sự thiếu sót đúng không mọi. Mình đã mua cái bộ này trên Amazon đấy mọi người. Chúng mình có một cái bếp ở đây, bếp điện đấy. Đặt lên cái miếng nhựa này để nó không có bị nóng ở phía dưới mọi người. Lúc mà mình nhìn ở trên hình mình nghĩ à, ủa đặt như này thì xung quanh nó bị nóng nó sẽ chảy hết à, mà xong rồi mình thấy nó to phết nên chắc cũng sao đâu này. Hey, I heard you got a new best friend. Yeah, it's a bit, I won't pretend that it doesn't matter that you're with someone else. In a way, that's how it's supposed to be. If I'm unable to make you happy, then it's for the better that you are not with me. That's why I wrote you a letter, 'cause you see, I write so much better than I speak. And I need to tell you, you were my best friend till the end. I hope I'll be happy without you. Right now, I don't know what to do. It's hard to get over, you chose someone else, a new best friend. Rồi. Đã. Cái gánh ngon lắm. Cái đầu ăn đó đó. Không nhận cái marshmallow mà phải nướng lên mới ngon nhỉ anh nhở? Xưa em bán sữa đậu nành, ngày nay em đặt chiếc xe màu xanh. Em chính em ngày xưa đó bán sữa đậu nành, người đặt chiếc xe màu xanh. Màu xanh, màu xanh, màu xanh. Không có nhớ. Không nghe được. Mọi người biết gì không? Nghĩa mình bảo là đừng bao giờ đi cắm trại trong rừng ở Mỹ, tại vì có rất nhiều các con côn trùng nguy hiểm. Nghĩa mình với mình đều bị sợ côn trùng ấy, thành ra là bọn mình kể cả cắm trại bọn mình cũng sẽ chỉ tìm những cái chỗ mà cắm trại mà người ta đã quy hoạch đẹp đẽ để cắm trại thôi, chứ bọn mình sẽ không bao giờ đi cắm trại ở ngoài thiên nhiên hoang dã vì bọn mình rất sợ côn trùng. Với cả những cái con mà kiểu nhện này, rán này, rồi muỗi. Ui, Alex bị dị ứng muỗi ở bên này, khủng khiếp luôn mọi người. Đợt trước ấy, xong rồi kiểu Alex đi đốt pháo hoa ở ngoài trời ấy, là bị muỗi nó đốt đầy cổ chân, xong tự nhiên nó sưng vù lên ấy mọi người. Mưng mủ luôn. Mưng mủ luôn, nó to như cái quả bóng ấy. Thế sao bọn mình cứ nghĩ là Alex bị con gì đốt, xong phải bôi thuốc bao nhiêu lâu nó mới hết. Nhiều lắm, ôi mà nó kinh lắm mọi người, nó mưng mủ trắng lên luôn. Nhìn sợ rồi, sợ như kiểu là bị mấy con gì độc cắn. Ồ, hóa ra là bị muỗi cắn mọi người ạ. Thành ra là chúng mình từ bỏ việc cắm trại ngoài trời. Nhưng cắm trại thế này vui mà, đúng không anh? Đúng rồi. Lâu lâu cắm như này xong rồi. Đâu ai biết không? Quay ở đây biết đâu. Trông có vẻ như là đang cắm trại rất là happy ở ngoài trời đúng không? Trời đẹp, má, hoàng hôn này kia. Bây giờ cho cái máy tính vào Netflix and chill là chuẩn. Đúng rồi, yêu em. Nhiều không? Nhiều. Như thế nào? Không đếm được.
có bài dùng hoài. Thì hỏi hoài thì phải dùng hoài thôi. Ui con quái vật. Tới giờ này là giờ Netflix and chill. Tẩy trang và đi ngủ. Hẹn gặp lại mọi người. Bye bye. Ngủ trong này khá là chill mọi người ạ. Nhìn này có sao ở trên trời nữa.